cho các bạn Chúc các bạn một ngày an lành Qua clip này mình chia sẻ với các bạn cách chọn để có cây đu đủ cái là cây có trái Trước hết là các bạn nên chọn cái giống trái đu đủ Trái phải đẹp, dài, thon Tức là đó thôi là cái giống nó đặc ruột các bạn thì khi các bạn chọn giống xong rồi thì các bạn về là để cho nó chín rồi nè rồi các bạn mày cắt làm hai trái đu đủ đi các bạn lấy cái phần trên gần cái cuốn này nè thì đó hồi là cái trái đu đủ của các bạn là nó đặc lắm nó đặc ruột rồi khi mà cắt lấy nửa trái cuộn cuốn này, rồi các bạn lấy hộp á thì trong cái hộp trái đu đủ đó là hộp cũng có hai màu một là màu đen đậm này mà hai là màu bạc bạc thì các bạn lừa hột to và đen đậm rồi là các bạn đem đi phơi phơi xong rồi là các bạn lừa lại thêm một lần nữa lừa lại thêm lần nữa là lừa lại là hột đen đậm và to và xả bớt đi rồi là những cái hột đó là hột đu đủ cải rồi các bạn các bạn đem ra mà ướng á, thì đã hồi lên cây là 10 cây cũng là chín cây có trái đó hoặc là mười cây có trái luôn không có đu đủ đực đâu hộp mà theo cách mình lựa vì mình đã trồng đã lựa rồi hay mình biết thì qua clip này mình chia sẻ cho các bạn để các bạn lựa cho có lựa cái hộp để ươm ra những cây đu đủ có trái cho dễ thương và đặt ruột nữa là các bạn phải lấy nửa cái phân gân cuốn mới đặt ruột còn các bạn lấy cái phân bùng này là đó thôi là cái bùng nó to lắm lấy phân này thôi nên lấy cái phần mà từ ngã cái cuộn thôi không nên lấy cái phần bụng mà để dòng lấy phần đầu cuộn mà để dòng thôi thì mình chia sẻ về thôi mình chúc các bạn thành công nha chào các bạn bye